Vương Hạc Đệ khẳng định không thể ngại khi đóng cảnh tình cảm với Bạch Lộc. Vương Hạc Đệ khẳng định thấy rất thoải mái khi diễn cảnh tình cảm với đàn chị Bạch Lộc. Dị Ái Vi Doanh là một trong những bộ phim ngôn tình được quan tâm nhất thời điểm hiện tại. Những chủ đề về phim, tình tiết, lời thoại, nhân vật đều phủ kín các trang mạng xã hội. Mà đây, Nam Trình Vương Hạc Đệ đã có những chia sẻ khá thú vị về quá trình hoàn thành bộ phim. Đường đi sâu và quen thân với nhau từ trước, Bạch Lộc và Vương Hạc Đệ được dự đoán là sẽ không tránh khỏi sự gượng gạo khi đóng những cảnh tình cảm. Tuy nhiên, Vương Hạc Đệ cho biết anh và Bạch Lộc không gặp phải vấn đề này khi vào vai người yêu của nhau. Thật ra là không có gì đâu, tôi tự tin là chúng tôi có thể hoàn thành công việc một cách chuyên nghiệp, xây dựng tốt hình ảnh nhân vật của nhau và đem câu chuyện của họ đến với khán giả. Tôi nghĩ rằng sau khi xem phim, cái gọi là gượng gạo khi diễn với người quen sẽ chìm dần vào các tình tiết, khán giả sẽ chỉ thấy đây là Thời Yến và phóng viên Trịnh Thư Ý. Có một điểm lợi khi đóng phim với người quen đó là Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ không cần mất thời gian làm quen với nhau trước khi khai máy. Vương Hạc Đệ chia sẻ rằng, trong thời gian quay Dị Ái Vi Doanh, đừng cách phim trường 50m mà vẫn nghe thấy tiếng cười của Bạch Lộc hay thấy anh mặc xếp quẩy trên nóc xe đều là những chuyện bình thường. Trước khi lên sóng, Dị Ái Vi Doanh vấp phải loạt chê bai vì màu phim xấu, tạo hình nhân vật không phù hợp, lời thoại có vấn đề. Tuy nhiên, hiệu quả phát sóng phim vô cùng khả quan. Phim của Bạch Lộc, Vương Hạc Đệ nhận số lượt quảng cáo khủng mỗi tập, đồng thời có rating phá 0.3, con số ấn tượng so với những phim chiếu khung giờ khuya.